Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui được là người đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin chiều nay. Bản tin của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao thu ngân sách nhà nước trên địa bàn gần 23.000 tỷ đồng. Tỉnh tiếp tục được giao tự bảo đảm cân đối thu chi ngân sách nhà nước và có điều tiết về Trung ương. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023, ngành thuế, hải quan đã có những giải pháp để hoàn thành dự toán được giao. Năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là trên 22.920 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 18.220 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 4.700 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên của kỳ ổn định ngân sách 2023-2025. Trong khi đó, diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 và các yếu tố bất ổn chính trị trên thế giới vẫn hết sức khó lường. Các chính sách gia hạn, giảm thuế có thể tiếp tục được thực hiện. Ngành thuế hải quan đã chủ động rà soát nguồn thu để dự báo nguồn thu sát với tình hình thực tế phát sinh và đề ra các giải pháp thu nợ, xử lý nợ thuế, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 và các năm tiếp theo. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch số 182 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2023-2025. Theo đó, tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 41% tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Mục tiêu cụ thể, năm 2023 sẽ có 44% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 39% tham gia bảo hiểm thất nghiệp, năm 2024 có 47% tham gia bảo hiểm xã hội, 40% tham gia bảo hiểm thất nghiệp và năm 2025 có 50% tham gia bảo hiểm xã hội và 41% tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong việc phối hợp tổ chức thực hiện tốt chính sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn để hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước của tỉnh, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định. Dù gặp không ít khó khăn, nhưng các cơ quan hữu quan và một số địa phương ở tỉnh Hưng Yên vẫn đang tích cực chủ động triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh. Theo số liệu cập nhật từ các huyện, tổng diện tích cần thu hồi để giải phóng mặt bằng cho 19,3 km đường vành đai 4 qua Hưng Yên là 237 ha, số hộ có đất ở bị thu hồi là 843 hộ, diện tích dự kiến tái định cư là 50 ha, hơn 3.300 ngôi mộ, 16 cột điện cao thế cần di chuyển. Đến thời điểm này, các địa phương di rời được gần 530 ngôi mộ, chủ yếu tại huyện Văn Lâm và đang triển khai rà soát đất nông nghiệp và đất ở, trình thẩm định việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lập quy hoạch khu tái định cư. Sở Giao thông Vận tải, đơn vị được giao chủ đầu tư hai dự án thành phần trên địa bàn tỉnh, đã hoàn thành việc lựa chọn các đơn vị tư vấn, khảo sát địa hình, địa chất, thí nghiệm địa chất, phương án kết nối tổ chức giao thông, cơ bản hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của cả hai dự án thành phần. Năm 2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh đã nỗ lực nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3 và 4. Qua đó, đã đạt kế hoạch của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và tỉnh giao. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận và xử lý bằng hình thức trực tuyến đạt 50%. Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 71.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có trên 33.000 hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ 50%. Riêng 6 tháng cuối năm 2022, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trung bình đạt gần 58%, trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn chiếm tỷ lệ 99,6%, thu nộp ngân sách nhà nước trên 13,6 tỷ đồng một năm. Theo kết quả tổng hợp đánh giá mức độ hài lòng của người dân về thái độ phục vụ của cán bộ công chức làm việc tại trung tâm, có 99,99% lượt đánh giá rất hài lòng và hài lòng. Sự nỗ lực của mỗi cán bộ công chức làm việc tại trung tâm đã và đang góp phần quan trọng trong việc xây dựng chính quyền điện tử hướng tới xây dựng nền kinh tế số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngành dệt may Việt Nam vừa kỳ vọng xuất khẩu thuận lợi cả năm nay và có thể đạt kim ngạch 48 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 10% so với năm ngoái.
Kỳ vọng này dựa trên dự báo tổng cầu dệt may thế giới phục hồi trong nửa cuối năm. Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, ngành này đang phải hướng đến xây dựng cung ứng trọn gói, nâng cấp vị thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng, tăng cường sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn. Một yếu tố quan trọng làm nền tảng cho ngành dệt may tăng trưởng, đó là ngành này đã chủ động được khoảng 50% nguồn cung nguyên phụ liệu, phần còn lại chủ yếu là nguyên phụ liệu kỹ thuật cao nên vẫn phải nhập khẩu. Năm 2023 dự báo, kinh tế thế giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tổng cầu dệt may thế giới khoảng 700 tỷ đô la Mỹ, giảm 8% so với năm 2022. Trong bối cảnh đó, bài học từ năm 2022 đã buộc doanh nghiệp chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ hàng dệt kim sang hàng dệt thoi và đặc biệt đa dạng hóa thị trường. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục V-Ship và phát triển đô thị vùng phụ cận có tổng mức đầu tư trên 1.066 tỷ đồng. Cùng với xây dựng tuyến đường dài gần 1,6 km kết nối đường Đỗ Mười đã thi công với đường trục khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ V-Ship, dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao đồng mức tại các điểm cầu cuối tuyến và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên toàn tuyến, bao gồm hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh chiếu sáng, đường ống kỹ thuật, đồng thời tạo quỹ đất trên 44 ha để phát triển đô thị vùng phụ cận. Dự kiến dự án hoàn thành vào năm 2024. Sân bay Điện Biên sẽ đóng cửa từ cuối tháng 3 tới để phục vụ thi công dự án mở rộng cảng hàng không này. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Mục tiêu dự án là mở rộng kéo dài đường sắt hạ cánh, đường lăn sân đỗ. Sau khi nâng cấp sân bay Điện Biên, sẽ phục vụ được các loại máy bay như A320, A321 và tương đương, thay vì chỉ khai thác được máy bay nhỏ ATR-72 như hiện nay. Đồng thời, sân bay này sẽ tiến hành cải tạo mở rộng nhà ga hành khách, nâng công suất lên 500.000 đến 1 triệu khách một năm. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đưa ra kế hoạch hoàn thành thi công giai đoạn 2 công trình hàng rào an ninh vào tháng 6 năm 2023, hoàn thành công trình đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ máy bay vào tháng 12 năm 2023. Bộ Tài chính vừa ban hành quy định mới về quản lý tiền công đức. Cụ thể, tại thông tư 04 năm 2023 quy định về hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức tài trợ cho di tích. Theo đó, khi tiếp nhận tiền công đức tài trợ phải mở tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận quản lý và sử dụng tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử. Về tiếp nhận tiền mặt, cử người tiếp nhận, mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận đối với tiền trong hòm công đức nếu có, định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần thực hiện kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận. Thông tư có hiệu lực từ ngày 19 tháng 3 năm 2023. Ấn Độ vừa giới thiệu ra thị trường vaccine ngừa COVID-19 dạng nhỏ mũi đầu tiên trên thế giới mang tên Incovax. Vaccine tái tổ hợp đã được Tổng cục Quản lý Dược phẩm Ấn Độ phê duyệt vào tháng 11 năm 2022 để sử dụng cho nhóm tuổi từ 18 tuổi trở lên. Thông qua các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, 2 và 3 với hơn 3.000 tình nguyện viên, vaccine đã cho kết quả khả quan. Vaccine được phân phối cho các trung tâm tiêm chủng tư nhân với giá tương đương khoảng 9 đô la Mỹ và khoảng 4 đô la Mỹ cho chính quyền trung ương và các tiểu bang. Dạng vaccine nhỏ mũi giúp loại bỏ việc sử dụng ống tiêm, kim tiêm và các vật dụng y tế khác, tiết kiệm kinh phí, phân phối, bảo quản và xử lý chất thải y tế. Nhật Bản và Hà Lan vừa tuyên bố hai quốc gia này sẽ tham gia cùng Mỹ trong việc thắt chặt xuất khẩu máy móc sản xuất chip bán dẫn cho Trung Quốc. Cụ thể, Hà Lan sẽ tăng cường các hạn chế đối với hãng chip ASML nhằm ngăn chặn công ty này bán một số thiết bị như máy quang khắc chip bằng tia siêu cực tím cho Trung Quốc. Đây là thiết bị tối quan trọng để sản xuất một số loại chip tiên tiến. Việc thiết lập dây chuyền sản xuất là gần như không thể nếu thiếu công nghệ này. Bên cạnh đó, phía Nhật Bản cũng sẽ đặt ra các giới hạn tương tự với công ty Nikon nhằm ngăn chặn Trung Quốc mua hoặc tự sản xuất các chất bán dẫn tiên tiến. Theo một nghiên cứu khoa học được công bố hôm thứ Năm vừa qua, 1/3 diện tích rừng Amazon đã bị phá hủy bởi các hoạt động của con người và hạn hán. Trong nghiên cứu của mình, các nhà nghiên cứu đã phân tích tác động của hỏa hoạn, khai thác gỗ, hạn hán và thay đổi môi trường sống ở bìa rừng. Theo nghiên cứu, những hiện tượng này ngoại trừ hạn hán đã phá hủy ít nhất 5,5% diện tích còn lại, tạo nên hệ sinh thái Amazon, tương đương hơn 364.000 km2 từ năm 2001 đến năm 2018. Khi tính đến các tác động của hạn hán, diện tích bị tàn phá đã trở thành 2,5 triệu km2, tương đương khoảng 38% diện tích còn lại
tạo nên hệ sinh thái ở Amazon. Đến đây, thời lượng bản tin 18:30 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.